mỹ nhân có vẻ đẹp ma mị khiến vua biên kịch Trung Quốc xuống dốc không phanh. Quách Trần Nghê và biên kịch vàng Vu Chính từng khiến truyền thông Hoa ngữ tốn không ít giấy mực. Quách Trần Nghê là một trong những đại mỹ nhân cổ trang nổi tiếng Trung Quốc với nhan sắc thanh tú, thần thái trong sáng. Cô được khán giả nhớ đến qua các bộ phim nổi tiếng như Seo Dâu Câm, Mùa Xuân của Mộc Miên Hoa, Mẫu Nghi Thiên Hạ, Bộ Bộ Kinh Tâm. Đảm nhận nhân vật Triệu Hợp Đức trong Mẫu Nghi Thiên Hạ, Quách Trần Nghê trở thành nhân vật được khán giả yêu thích nhất thời gian đó. Thậm chí, cô từng được mệnh danh là Mỹ Cốt Thiên Thành bởi vẻ đẹp quyến rũ cùng đôi mắt biết nói. Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Quách Trần Nghê từng đảm nhận vô số những vai diễn từ quyến rũ đến ngây thơ, mạnh mẽ đến yếu đuối. Cô có thể hóa thân đa dạng các vai diễn từ hình tượng nhân vật đến tính cách. Năm 2010, Vu Chính mời Quách Trần Nghê đóng vai Trưởng Tôn Hoàng Hậu trong bộ phim Mỹ Nhân Thiên Hạ. Lúc đó, Vu Chính là một biên kịch chỉ đứng sau Quỳnh Dao. Quách Trần Nghê được đạo diễn đánh giá cao, nhưng không lâu sau, lại có tin đồn cô tự ý thay đổi vai diễn trong kịch bản. Nguyên nhân chính khiến nữ diễn viên muốn thay đổi kịch bản đó là sau khi hiểu rõ nội dung. Cô đã tham khảo nhiều tài liệu lịch sử và phát hiện Trưởng Tôn Hoàng Hậu trong lịch sử hoàn toàn khác với kịch bản của Vu Chính. Để giữ nguyên tính lịch sử, Quách Trần Nghê đã tự mình tạo hình lại nhân vật. Khi biết Quách Trần Nghê thay đổi vai diễn mà không có sự cho phép của mình, Vu Chính đã rất tức giận và đến gặp cô để chất vấn. Tuy nhiên, đối mặt với vị đạo diễn, nữ diễn viên không hề hoảng sợ. Cô giải thích cho Vu Chính lý do tại sao lại làm điều này bằng cách trích dẫn sử sách khiến anh chỉ biết lặng im. Sau đó, sự việc đã lan truyền nhanh chóng, thói xấu dựng sai nhân vật, xuyên tạc lịch sử của Vu Chính lại một lần nữa bị chỉ trích. Sau sự việc, Vu Chính bị mất mặt và bị trù dập nên từ đó đến nay, khán giả không còn thấy Quách Trần Nghê trong phim của anh. Về phần Quách Trần Nghê, cô đã đánh mất rất nhiều cơ hội sau sự cố này khiến nhiều người tiếc nuối. Có thể Quách Trần Nghê đã lường trước được những hậu quả có thể xảy ra ngay từ khi thay đổi vai diễn trong kịch bản, nhưng với bản tính thật thà thôi thúc cô hành động như vậy. Từ năm 2016, Quách Trần Nghê lại biến mất khỏi giới giải trí dù là một diễn viên đam mê và tâm huyết với nghề. Nữ diễn viên không tham gia bất kỳ một bộ phim, sự kiện hay chương trình giải trí nào trong suốt nhiều năm nay. Qua thông tin trên mạng xã hội, Quách Trần Nghê hiện đang tận hưởng cuộc sống sau khi giải nghệ rời xa làng giải trí và dành thời gian đi du lịch bốn phương. Dù đã tuổi U40, nhưng Quách Trần Nghê vẫn tươi trẻ và tràn đầy sức sống chẳng khác gì thiếu nữ. Hiện tại nữ diễn viên vẫn sống độc thân.